Sáng mà đe Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em sẽ đi so sánh cùng cả nhà mình so sánh toàn diện về đầu Sony JB920 và cái con Sony JE700. Thì trước mặt cả nhà mình đây là hai cái đầu Sony JE700 và JB920 ha. Đây là hai con mà rất là tiệm cận gần nhau. Giá của nó chênh lệch hơn 1 triệu một chút xíu. Thì về thiết kế thì cả hai đều là mặt nhôm xước các bác, đều là mặt nhôm xước ha, mặt nhôm xước. Sử dụng mắt phổ thông dễ thay thế. Đầu em bán ra là thu phát tốt ha. Giải mã không cần đĩa mồi. Đó là các cái thông tin chung. Về về các cái nút sử dụng thì mình có thấy là và phía bên tay trái này ha. Thì các cái nút của nó gần như là giống giống nhau. Ở đây trên này, dàn trên này có 8 nút, dàn dưới này cũng có 8 nút, thì các cái nút nó tương tự, gần như là tương tự với nhau. Ở đây là cái phone level dùng để chỉnh lớn nhỏ cái đường tai phone ha. Cái nút hẹn giờ đây mình luôn luôn để ngay chữ off ha, nút hẹn giờ đây. Thì phía bên trái này nó gần như là giống nhau ha. Khác biệt nằm ở chỗ phía bên tay phải. Đối với con Sony JE700 thì mình chỉ có một cái nút này để chỉnh âm lượng đường analog thôi, mình không chỉnh được âm lượng đường digital. Và đây là nút qua bài ha. Các cái nút cơ bản là nút nút play nè, nút dừng nè ha, nút stop và nút red ha, nút red, nút ghi. Ở đây nó có chế độ là red mode, là gồm có stereo và mono, cũng như là cái để chọn cổng thì sử dụng các cái cần gạt, các cái nút gạt ha, gạt từng nấc từng nấc. Đó là con Sony JE700. Tiếp là con Sony JB920 thì cái nút qua bài của nó là nút ở đây rồi. Và bên đây là cái nút mà chỉnh âm lượng đường digital. Con do Sony JB920 nó hơn con JE700 ở chỗ nó chỉnh được âm lượng đường digital. Tất nhiên là đường analog thì nó cũng chỉnh được bằng cái nút phía ngoài này. Nút phía trong là chỉnh âm lượng đường digital, ở ngoài là chỉnh âm lượng đường analog nha bác. Nó cũng sử dụng cách chọn cổng bằng nút gạt, cũng như là chế độ red mode là stereo và mono giống như con GE700. Các cái nút, các cái phím cơ bản của nó được bố trí ở đây ha, bố trí ở đây gồm mà nút phát, nút dừng, nút tạm dừng, nút stop nè, nút ghi ha, nút qua bài nhanh và nút lấy đĩa. Đối với con GE700 thì nút lấy đĩa nằm ở đây ha. Và giá của con Sony GE700 thì đối với những cái con mà đẹp không có tì vết, giá của nó là 4 triệu 2. Sony GE700 giá nó dao động từ 3 triệu 7 đến 4 triệu 2 tùy theo tình trạng xấu hoặc đẹp nha bác, mặt xấu hoặc đẹp. Còn Sony JB thì giá của nó cũng dao động từ 5 triệu cho tới 5 triệu 500 ngàn. Đối với những con đẹp xuất sắc ha, không có vết gì thì là 5 triệu rưỡi. Còn những con mà có một hai vết hoặc có những cái vết trầy, vết xước gì đó thì giá của nó là dao động mà nó rẻ hơn, là từ 5 triệu đến 5 triệu rưỡi nha bác. Đó là các cái tính năng cơ bản ở phía trước. Rồi mình sẽ đi xem các cái bo mạch, cái vĩ mạch ở bên trong nhé bác. Rồi và đây là phía bên trong của đầu Sony JB920. Một cái nhìn tổng quan ha, thì cái vĩ mạch của con Sony JB920 nó có vẻ là hơi nhiều đúng không bác? Rồi. Đó là một cái nhìn tổng quan trước ha. Và đây là cái vĩ mạch của con GE700. Đây là vĩ mạch của GE700 các bác. Và mình sẽ đi so sánh từng cái bộ phận ha. Trước tiên là cái phần xử lý bên này thì mình có thể thấy là ở đây nó cũng có một cái bo xử lý. Ở đây là cái bo xử lý nguồn các bác, xử lý nguồn ha, xử lý nguồn ở đây. Và phía bên con Sony GE700 cũng thế ha. Đó. Xử lý điện, xử lý mà bấm điều chỉnh trong công tắc nguồn các bác. Rồi. Tiếp theo đây là đây mới chính là cái bo xử lý điện vào này. Đó, đây là bo xử lý điện vào. Thì mình nhìn thấy nó có một cái đường điện vào ha. Điện điện thế vào ha. Ở đây nó có một cái biến trở ở đây và một cái đường điện đi ra, đi qua cái bo mạch này trước khi vào cái biến thế nguồn. Thì nếu mà các bác cắm nhầm điện thì trước tiên là cái xử lý nguồn này nó sẽ bị ảnh hưởng ha.
sau đó là tới cái biến thể ha, và sau đó thì nó sẽ lan ra trong cái bo xử lý này. Nếu mà nhanh tay thì mình có thể cứu chữa được, còn nếu mà để lâu thì nó có thể hư cái bo này thì mình không xử lý được. Đó là trường hợp rủi ro. Và lưu ý giùm em, toàn bộ thiết bị em bán đầu MD phần lớn là điện sử dụng điện 100 nhé các bác, điện 100. Rồi mình sẽ lưu ý một chút là cái biến thế nguồn của con GA700 thì nó được quấn biển giống dạng xuyến các bác ha. Đây, một cái cuộn như thế này ha. Dạ. Và dây của nó ra gồm có 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 8 sợi ra ha. Rồi. Và qua con Sony GB920 thì đây là nó cũng cái biến thế nguồn của nó cũng tương tự như là biến thế nguồn của con GA700. Còn bo xử lý nguồn, cái bộ xử lý nguồn của nó, cái mạch xử lý nguồn thì nó cũng tương tự luôn ha. Đây mình cũng có thấy là điện vào ha, một cái biến trở ở đây. Và cái nguồn để ra vào để vào cái biến thế ha. Dạ. Thì con này thì 2 4 6 8 10. Cái dây nó ra tới 10 luôn mấy ha, 10 chứ không phải là 8 giống như GA700 nữa. Rồi. Tiếp đến là bộ cơ. Bộ cơ của con Sony GB920 thì nó mỏng hơn. Mình có thể thấy cái chiều của nó là mỏng ha. Các cái bánh răng nó đưa ra phía sau này. Còn cái bộ cơ của GA700 thì nó dày hơn, nó dày hơn. Xếp một cái lớp ha. Xếp một cái lớp. Ở dưới đây nó có một cái vỉ mạch này các bác để xử lý ha. Rồi và đây là cái bo chính, bo nguồn chính của con Sony GB920. Đây là các cái tụ ha, các cái tụ. Và cái bộ tản nhiệt của nó nằm ở đây. Bộ tản nhiệt thì nó có tới ba cái miếng tản nhiệt. Ba miếng tản nhiệt các bác. Đây là chip xử lý ha, chip xử lý của con GB920. Ở đây nó xử bộ xử lý là chip xử lý là CXA 8042SA. Hai cái chip xử lý CXA 8042SA. Và các cái cổng vào của nó. Cổng vào. Rồi, bây giờ đến qua cái con ở con Sony GB920 thì mình nó có thấy mình mới có thấy nó có hai tụ lớn nè. Hai tụ lớn, hai tụ trung. Bốn tụ trung ha. Còn con GE700 thì nó có ba cái tụ lớn. Và chip xử lý của nó thì nhỏ hơn các bác. Ở đây mình có thể thấy được là đây Sony GE700 nó sử dụng một con chip xử lý là CXA 8065S, 8065S một con thôi các bác, một con nha. Còn bên đây nó sử dụng là 8042AS và tới hai con ha, hai con chip xử lý luôn. Ở bên đây sử dụng hai con, bên đây chỉ sử dụng một con này là 8065 và con này là 8042 AF ha. Cái pin đây là cái pin nhớ giống như bên CMOS trong máy vi tính các bác, pin nhớ của cái Sony GA700. Còn cái pin nhớ của con GB920 là nó là màu màu tím các bác. Đây ha. Đây là pin nhớ. Trong trường hợp bị kẹt cơ mà nó không nó lên nguồn mà nó không có hiển thị thì mình sẽ reset nó lại bằng cách là kẹp cái pin nhớ này nha các bác. Đó, đó là cái pin nhớ. Rồi, đó là những cái nội dung ở phía bên trong của hai đầu Sony GB920 và Sony GE700. Bây giờ mình sẽ đi thử chất âm ha, test chất âm của cả hai cái đầu này. Rồi các bác chờ em chút xíu, em sẽ kết nối dây.
À, đây là các cái ở phía sau của đầu Sony JB920 cũng như của GE700 ha. Thì mình có thể thấy là nó có tương đồng về cổng analog thì nó tương đồng ha. Một đường out và một đường in. Dưới này cũng thế ha, một out một in. À, đường quang thì ở trên con GE700 nó có đường quang 1, đường quang 2 và đường đồng trục vào, nó có ba đường vào. Thì JB920 cũng thế ha, cũng có một đường, cũng có hai đường quang vào và một đường đồng trục vào. Tuy nhiên ở trên này nó có một đường quang ra, đây là đường quang ra ha. Và dưới này nó có một đường quang ra. Và JB920 nó được thêm một cái cổng đồng trục ra ha. Thực ra những cái cổng này nó là thừa các bác, chẳng có xài đâu ha. Cho nên là về cổng vào thì nó gần như là tương tự với nhau ha. Rồi, về thông số kỹ thuật thì con Sony GE700 sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 11W nha bác, 11W ha. Con này thì được lắp ráp tại Nhật ha. Còn con Sony JB920 thì con này cũng sử dụng điện 100V ha, nhưng mà công suất tiêu thụ điện của nó là 16W ha. Và JB920 thì toàn bộ là được lắp ráp tại Malaysia ha, sau đó xuất về Nhật ạ. Đó là những cái thông tin thêm để cho cả nhà mình nắm thêm về các cổng kết nối ha. Đó, hai con này thì quá là đẹp rồi ha. Hai con JB920 kể cả GE700 ha. Cọc còn và còn vàng sáng, rất là sáng ha. Rồi, em xin dừng clip tại đây ạ. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác chuyển khoản hết thì em free ship. Còn nếu mà đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng, trả tiền thì trả luôn phí ship giùm em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ kênh MD Sài Gòn ạ. Rất mong nhận được tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả nhà. Em xin chân thành cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.